lên. Anh Trần Đức có đó. À, chúng tôi cũng xin mời quý vị bên chính quyền chúng ta cũng qua bàn thông minh. Cũng xin thông báo một lần nữa toàn thể quý vị là chúng ta ngày hôm nay phát quà không như những lần trước nữa. Quý vị không cần phải đứng dậy xếp hàng mà quý vị cứ ngồi tại chỗ, quý thầy sẽ có những anh Phật tử trao quà tặng tay cho quý vị. Khi nhận quà xong, quý vị vẫn ngồi đấy để đoàn được chụp ảnh lưu niệm lại làm kỷ niệm. Nam mô Đương Hội Đậu Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Ngượng Cung Kính Trên Thượng Tòa Thượng Như Hạ Trang Phó Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Thị Xã Gò Công Đương Kim Trụ Trì Chùa Như Thánh Chứng Minh. Kính bạch, kính thưa quý cơ quan ban ngành đoàn thể các cấp, kính thưa quý mạnh thường quân đại diện là ca sĩ Tố Vy từ thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa quý ông bà cô bác anh chị em có mặt tại chùa Như Thánh ngày hôm nay, do sự tín tâm và lòng bi nguyện cũng như tình thương của ca sĩ Tố Vy dành cho quý vị bà con gần xa tại phường 3 lân cận với chùa Như Thánh, thì với mối thâm tình ca sĩ Tố Vy dành cho chùa Như Thánh đây rất là nhiều, thì cô cũng đã bỏ rất nhiều công việc của mình trở về nơi chùa để dùng hết cái tấm lòng của mình dâng cúng cho chư Phật, cùng phát quà cho quý bà con cô bác. Thì ngày hôm nay tại đầu tràng chùa Như Thánh của chúng ta tổ chức được buổi lễ phát quà cho quý bà con, thì thay mặt cho quý bà con cũng trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý vị. Sau đây chúng tôi xin mời ca sĩ Tố Vy có ít lời để gửi cho quý bà con cô bác trong ngày lễ hôm nay. Nam mô Di Đà Phật. Con xin được kính chào toàn thể quý thầy, quý Phật tử cũng như là quý bà con đạo quân của chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi thực sự rất là vui và rất là hoan hỷ khi mà được kết hợp với chùa Như Thánh để mà tổ chức những cái buổi thiện nguyện ý nghĩa như thế này, được chia sẻ với những bà con có những hoàn cảnh khó khăn. Thì tôi cũng xin được cảm ơn những mạnh thường quân và đã đồng hành cùng Tố Vy cũng như chùa Như Thánh để có một cái buổi thiện nguyện hôm nay, đặc biệt là chị Chảo Na Uy là một mạnh thường quân cũng khá là nhiệt tình trong cái buổi thiện nguyện hôm nay. Tuy chị không về nhưng mà chị cũng có đồng hành để mà gửi những món quà cho bà con. Thì cũng như một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và xin chúc cho tất cả quý thầy cũng như là tất cả quý Phật tử quý bà con thật là nhiều lời sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Cảm ơn chính quyền đã tạo điều kiện cho thầy trò cũng như có được cái buổi thiện nguyện hôm nay. Để cho buổi lễ được thêm phần long trọng, thầy có một câu hỏi muốn
hội quý bà con. Quý bà con có biết quà gạo mì nước tương này là của ai không ạ? Của thầy phải không? Quý vị nói lớn lên. À, đúng rồi, quý vị nhận quà không? Quà của ai sao được? Thầy hỏi lại một lần nữa, quý vị sẽ đồng thanh trả lời cho thầy nha. Quà này có phải của thầy không? Rồi lại thầy hỏi nữa, quà này là có phải là của ca sĩ Tố My không? Gần phải thôi. Theo thầy á thì thầy sẽ tạo cho quý vị một bất ngờ. Quà này là của Đức Phật. Đức Phật Phật đức từ bi, giúp cho mọi loài của chúng ta luôn được an vui và hạnh phúc. Tại vì sao? Ca sĩ Tố My cũng là một đệ tử của Phật, pháp danh là Thánh Diệu. Cả nhà đều quy y thân Phật hết. Đấy, rồi đem tâm từ bi mà phổ độ hết tất cả những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ cô là một ca sĩ mà còn với một cái tâm từ bi nguyện rất lớn, luôn công quả cho tất cả các chùa và luôn hỗ trợ cho quý bà con mạnh thường quân. Thì thầy cũng được biết là nơi vùng đất quê hương của cô cũng đang gặp khó khăn bão lũ rất lớn, nhưng mà cô vẫn về với mái chùa của chư thánh chúng ta nhân ngày lễ Quán Thế Âm để cùng chia sẻ một chút tấm lòng với bà con cô bác. Thì quà này là quà của Đức Phật do ca sĩ Tố My đem về để tặng quý vị. Đây là câu trả lời chính xác nhất. Dạ. Để người ta có nói như thế này là nhận quà phải báo ơn, nhưng mà nhận quà của người bình thường chúng ta báo ơn theo kiểu bình thường, nhận quà của Đức Phật chúng ta báo ơn theo kiểu của Đức Phật. Vậy bây giờ thầy xin quý vị chúng ta đồng chắp tay, quý vị đồng chắp tay và niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ba lần để hướng nguyện quý vị vừa có quà vừa có được công đức và phước đức. Và xin quý vị chủ trì. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Nam Mô A Di Đà Phật. Buổi lễ hôm nay đã rất long trọng, lại thêm phần Phật lực và từ bi lực của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã chiếu tại chùa Dư Thanh, nguyện độ cho tất cả quý mạnh thường quân, các cơ quan chính quyền và toàn thể quý nam nữ Phật tử cũng như quý ông bà cô chú anh chị có mặt tại chùa Dư Thanh ngày hôm nay được sức khỏe dồi dào, trí lực ngày càng khỏe mạnh và luôn giữ trong tâm thể của mình sự bình an. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đây cũng đã đến giờ chúng ta phát quà, thì cũng xin mời đại diện ca sĩ Tố My chúng ta lên để phát quà cho quý ông bà cô bác. Quý chú Phật tử chúng ta chuẩn bị tất cả các phần quà vận chuyển ra để cho ca sĩ Tố My được trao tận tay cho quý vị. Sau khi quý vị nhận quà xong thì chúng ta có thể
ra để cho quý thầy lưu ảnh lại. Lên hình của quý vị rất là đẹp, rất là xinh tươi. Dạ, cũng thỉnh thượng tọa cô này cũng ra. Thank you.
vô lễ hôm nay mình vẫn không được phần chú toàn, nếu không có được sự chỉ đạo và biết hướng dẫn từ chú toàn của mình rồi thích kiên trang, chú con cũng không ra mặt cho quý mặt thường quân quý nhục của bác nguyện cầu quan tâm của thượng tòa sức khỏe luôn được dồi dào, cái thân thượng minh mãi là trụ cột để dìu dắt cho chú con trên con đường tu học Phật giải thoát. Chúng tôi cũng xin nguyện cho đức Bồ Tát Quan Thế Âm phóng lực từ bi gia hộ cho quý mạng thường quân ca sĩ Trần Thị Tố Mi pháp danh Pháp Diệu Phạm Hồng Quyền Phật Đặc Tôn Hồ Tư Quân thị cháu Hồ Cao Huy Trần Có Đức cùng với các vị mạng thường quân đã có công có của chúng tôi cũng xin trân trọng cảm niệm tấm lòng vô cùng lớn của anh Phật tử Minh Hoàng tại Nhà Bè được phát lực mạnh hỗ trợ các gia trong suốt thời gian buổi lễ ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng nguyện cầu sức khỏe của quý vị luôn thường mạnh tâm tâm thường an lạc. Chúng tôi cũng xin kính chúc quý cơ quan ban ngành đoàn thể các cấp sức khỏe luôn được dồi dào, phải là trụ cột của quốc gia để hỗ trợ cho bà con hóa thân nhân dân được sống trong cảnh thái bình thịnh trị. Thay mặt chư tôn hiền đức quý mặt thường quân có mặt tại chùa Thiên Thanh, chúng tôi xin nguyện cầu sức khỏe của quý vị bà con được khỏe mạnh, luôn luôn an lạc, luôn luôn kiên cường, luôn luôn an ý, nguyện cho quý vị sống lâu trăm tuổi, con cháu luôn hiếu thảo hiền ngoan và mãi là những người có tâm đạo. Một thay mặt cho quý thầy cũng cảm ơn với lời cảm ơn quý nam nữ phật tử có mặt tại đạo tràng chùa Đạo Pháp Bồ Đề Tâm. Xin mời chị ơi, còn cái chú ngoài đây không?
anh đây đây còn một phần nữa nè. Đại diện quý vị ông bà cô bác ở đây có chị nào gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân không ạ? Kìa cái áo của chị My. Cái này để xuống nha. Dạ mời cô đứng lên. My ơi, có một cô phật tử cô đây đại diện cho quý ông bà cô bác nhận quà gửi đến con cái lời cảm ơn. Tôi kính chúc trước đó là Đức Phật rồi cô Quan Thế Âm Bồ Tát rồi chủ đề và các bạn thường ưng được chưa? Rồi. Rồi, nói con cứ nói tự nhiên. Rồi. Con nói thì, bắt đầu bà con cô bác hãy lắng lòng nghe. Và hát thì hôm qua cái này cũng có đến chùa hát rồi.
cho âm thanh lớn lên, cho âm thanh lớn lên. Cái chai không có nhà các con. À, vâng, buổi sáng thì mới ngủ dậy nên giọng có những người tốt lắm. Không bệnh và không I'm not afraid to die.
Dạ vậy thôi, xin tặng quý vị một bản nữa ha. Quý vị yêu cầu bài gì đúng không ạ? Cái bài nào mà để nước mắt á? Dạ. Cái bài nào mà vậy tôi đi xin hát bài này cũng quân âm vậy ạ. Để cũng nhiều người đến
Thân phân ca sĩ Tố Vy thì thay mặt cho chúng ta cổ tự thượng tọa thượng nhân Hạ Trang cùng người đi kính chúc ca sĩ một lãng hoa, một giỏ hoa. Đây cũng là tấm thông tình giữa tía và con Di Đạo Phật. Quý vị chúng ta cho một tràng vỗ tay ạ. Tía con được đoàn tụ, tía ở nơi chùa Dư Khách, con ở Đức Thành Phố. Hôm nay Rồi, cái gì nó vặn lại không? Hai đứa con giống không? Cho xin miếng. Đây cũng có đây thêm đứa con nữa nè. Rồi. Rồi con nghe không? Đây đưa hai chân. Rồi con ôm này giúp lên xe luôn. Rồi cảm ơn mà. Tao còn cảm thấy nổi à. Rồi một lần nữa chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, an tâm luôn an lành. Dạ cảm ơn cô. Nãy giờ tôi vẫn tắt đi.